chỉ tỏ hình nữa nó tôi sẽ lại thở giữa chỉ tỏ lần chỉ tỏ bây giờ nữa hãy chơi cho thở giữa nữa nó xong rồi cho cái nó đã tụt thì thiếu nó bó ta nè cho cái nó giờ tôi tỏ lối rồi chúng tao tôi muốn cho tỏ lối rồi phi lanh nè cái đó sáng mờ mờ hết chú bay luôn chương gì kìa ôi dây 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 thôi nhà thế mà đừng ôi dừa nó sẽ lượn rùa nhé, nó sẽ bị nó nữa hình thì kêu sắp ở chỗ bãi lỡ tao mà đã bớt lưu xưa nè nó bỏ là lửa ở bếp một khẩu thì bếp mươi đó nữa cho nên nó chỉ tao sợ cho cái tên cha nó sẽ lùn trùa tao là dễ cơ kia nè cho bà bơ lùn là nó nhỏ là sẽ lùn trùa đà hay bông bơ lùn là nó nè lấy lùn bùn cú lên tao là dễ cơ nó phải tất cả đông đời chấm lò chẳng sao thế và lũ giò phi lên nè là do lũ giò thả lũ là chợ té nè chợ lia chợ té mình tao chắp la lên ơi trong phun như nó nên sẽ thì nó nè chua lúc trong chua lúc hạ thì tiêu chợ té thì nó ôm đây ta tao sẽ đắt thú là chợ tha cũng chuyển nhân chua thế nè ô khờ sẽ để tiêu liu chẳng muốn nó lúa tên tao tiêu nè chợ chợ té tha té lo một nó nè nó là chia ít chứ nè tao chứ nè
khó yếu ta dễ ta gió nè tốt luôn đấy nè chỉ nói bây giờ muốn đặt tàu lưu gió thật luôn á bây giờ muốn xe xe lưu gió nó giống như trà thiên nhiên này có khó xiêm bởi trà nè với tàu sẽ kéo nó lập tí nè chỉ trong không gian nè chỉ đợi xíu cho anh được bây giờ muốn xe nè chỉ nói bây giờ chọn là lưu gió thật bất tăng nè lưu gió này nó giờ lưu gió bất thăng nè nhà gió lên nhà tụ nó là lưu gió nè tụ thản là nó nè nó tụ thạch cho sầu lưu nhà bất chùa nè chỉ là muốn lưu gió thạch thạch tăng nữa nè lưu gió nó luôn bị sợ và hôn lần đã tụ thạch là nó nè rất kế và những dạy một trò lưu gió phê linh mà giờ dạy là lưu gió nó muốn nè ô ta xin nó bé lo yêu thân là lưu gió thạch lưu là nè cái nam bé cũng biết sửa là nữa, có sự thể thiếu lúc chơi nào chị, chơi chả cú chơi mày giờ nực chôn hồng ư nữa, giờ bữa sáng thì nó mới xe cú lại là nè, tôi sợ nó cũng gần cực kia đi thế, bác sĩ nó, ta sĩ nó bây giờ cái khăn áo bò, ra anh chưa sắc kẹp bò, sắc tì bây giờ mới xem mông làm cái bò, sắc tì nó nè, chờ tì nó nhầm mông nè, khó xé thế thiếu, nó mới nhầm mông, xí che quân cho cảnh sắc tì tua lên nè, chào phong như nè, bây giờ mua làm đe xé dù bớt sạt lại nè, bớt tì khó tiếc sợ mua lắm mẹ, chờ tì khó nuôi ra thì nè, xé bộ bộ lông cao to làm đe nè. Tôi sẽ nói với tất cả về thì có chào là lần này mình đây là nè. Tôi sẽ xa. Như thật tên nhau có thể. Hả? Mình không biết sẽ muốn làm đây là nè. Chứ mình sẽ biết cho cái tí mong nó làm đây này. Có sẽ cân gò sẽ che làm đây là mà ơi tao để tao lưu cái này tao sẽ làm đây à cái gì ha nhóc con là nó là làm đây giọt tia đi luôn giờ tao nó biết chào luôn là sẽ hình nó xem nó lấy chỉ sử dụng hình và từ lấy dạng cơ ừ cái sự cố chuẩn đun đi ít xe chừng hai nhá đâu bố nè nó nè con đã cắt tiếp rồi nó cho con trả nó mất nữa chưa là nè cái lem bê bây giờ tao mới lại chơi bơi bơi nó còn nó khổ à mà đi cho một công công tham lên tàu mua tao là một khổ à mua đi cho thế đào tạo gì lấy năm bịch chảo giỏi ta không muốn lột tê được đi ra ngoài tu nào vậy nhở nhở nè ba làm leo tư à cái gì lại cái vật giả cú khai gì lại dùng hạch tê hạch tư tu cái tu cứ này coi này sai được tháo là nó ta tỏ vô làm đây bây giờ tháo luôn à mà cái nào phải thế chỉ hai tay co hai giờ sẽ xếp được co giờ sẽ xếp co เออจะเรียนนั่นเจ๊ก็เนอะมันมาใส่เจ๊เนอะเจ๊ทุกข์ก็ต้องเจ๊มุกกะตะกันเจ๊รอแลมเล็กหาดิเตียนะก็หายเลยก็ตะมาเนาะชาติเตียว
ตุ๊ดตุ๊ดเออตอเออจอตะกอจอตะกอเออใช้ที่ลองหายนะใช้ที่ลองหายนะจิตตอ rút trà sơ nhá, rút trà sơ, rút lấy cây đó, rút chậu thì lấy lớn hơn. Thôi, thôi nói thay, thôi nào. Chị trà này thay nè. Lột ra sao thì nó bây giờ. กินอะไรนะบุเป้กุ้งแม่สิเขาแค่กินอะไรนั่นนะอีขอที่ติ๊กเกอร์หาที่นั่นหรอไม่รู้ชื่อนั่นเป้เราใช้ตัวกุ้งหัวหน่อยรู้จักชัวร์นะโอ้โหไล่แต่ชัวร์นะซ้อมช่วยจัดใจขอเชีย dạy văn dạy chế tôi thấy trong tê hàng đó ta tẩy vô lúc trà nó đã luôn mẹ trở hay ấm lên cái cây nó chỉ chui rô thấy luôn mẹ mẹ xin nữa thằng mẹ mà qua hàng u trà rất là an lắm đấy chứ sống u khó chua á ừ qua trà mà yêu chủ mấy từ bà nó chủ cho nên nó cũng không khó nữa nhưng mấy cho nên dùng thua ừ chủ cũng nó không à để cho ha nó tiện thay nó cho à ô khó chưa ha này chỉ cho nói chỉ thật khó à hai cặp kia nó chỉ là chủ chủ nó đấy à hai chào các con nó chỉ cho ta trong cái nồi khó xia chỉ là chủ nhà ta cho nên tông cả ao ạ sống chuam gặp phải chỉ quạt cho em nữa sập bị trông khó sẽ chết chuam ta ta đi nè chuam nó là tất cả chuam nó nè sẽ lúc đó lại bé là có chết đi lấy từng tim mong này lại bé này nha tôi cho trong tay nó khó xíu luôn nó ta của tôi lúc trả mà chơi ra trả được không nữa nhờ khó xíu này bê hay là tôi cho chơi khó xíu cho ý ra trả bê mà ha nữa tay nó hàm bê khi nó dư 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 ơ khó xíu thôi thì à giờ chua đó ý chọc phương dư sẽ là tốt cả nữa chua nó lúc bấm đây ha và cái lý kể chai mong này nè bê cô tê sẽ được khởi chia có rộng ปอจนาเนี่ยปอจนาเนี่ยจะอวดอีจะจะละทออูจะจะเนี่ยปองจะเนี่ยปลอจะลิจาละชิจนำนองนะอ๋อ Mm-hmm.
Pai, dù thái quá. Pai, bây giờ thả xe hay là điên dần đi xe. Năm lên trái. Sao chơi ra nhau. Sao chơi. Các con ô thì chỉ mất em luôn nè mong cho hồi nãy xoay ngựa ê nữa là một khoảng chỗ ua là lấy cờ cờ chỉ cờ chỉ mong lù đi cho hả con à chân đó nó sẽ phút được rồi. Nè chị, bảo chuyện gì là nè. Cố mà tôi chạm ta. Bù li bù lo bù lê. Bù bù lư sư chê á bù lư bù lo bù lê. Dạ mô lê, dạ mô lê. Ô, tất cả. Cái gì? Nó không bao giờ. Nó cần đàn lúc rồi phải không? Đây là cần đạp thằng đó. Đạp thằng đó. Đạp thằng đó. Nhưng mà nó làm cái gì rồi? Nó còn chống không? Chống thì chỉ đau thôi. Thì kia là bạn. Đã nay phải dần xài trong cẩn thận nè vừa cực kia trong cẩn thận trả lời đó là kiểu cái câu hàm cho lại nó cho thâu hàm cho lại nó cô đánh cho tôi ăn thì thâu cho tôi nói thiết kế là trong cẩn thận trong cẩn thận chỉ thì là mình đi làm nè muốn nói là nói gì cho đứa cho cô à ủa sao lúc giờ bê ta tập bọn thì nói ra lúc giờ phi linh thế nè lúc giờ nó nhất tao khó xíu cái gạo lịch thế nè nhất tao phù hợp cơ hà ý là liệt khó bê bọn nó nó lúc giờ nó nói giờ tí xỉnh hông ba thân trò sao đó nhờ nhất trò xa mường hồ mường xỉnh hồ phần tích hồ chúa nè cho cáp em muốn gặp lại thì là do sẽ hơi rong chán á, tại sao bên gặp lại là sao cho hơi rong nó nè, bây giờ mình nhớ hơi chán đó nó, mình nói chuyện sau này chán đó nè.